Vì một thế giới mà ai cũng có thể trở thành, mỗi người đều có thể kế thừa năng lực của hầu kích để chống lại yêu thú. Và tôi, ngay từ đầu đã mở khóa được khuôn mẫu Obito. Có được sức mạnh của đứa trẻ cùng nộ. Mỗi khi mở khóa một mô đến đun Obito, Kamui và tế bào sẽ nhận được năng lực tương ứng. Chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ thi tuyển chọn Genin sẽ bắt đầu. Lượng cha cơ gia của tôi đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển chọn năm mới rồi. Nghe nói Lý Cường lớp bên cạnh để đạt được thành tích tốt. Lượng cha cơ gia đã đột phá 3030. Cha cơ gia, đây chẳng phải đã đạt tiêu chuẩn Genin cấp 3 rồi sao? Tên nhóc này khi nào lợi hại thế nhỉ? Gia tộc Lý Cường là gia tộc ninja nổi tiếng trong thành phố mà. Bỏ ra rất nhiều tiền để mua ý thức của cường giả. Kế thừa từ Sazutobi Asuma, sau khi dung hợp và lĩnh ngộ, tất nhiên là sẽ có điểm xuất phát cao hơn chúng ta rồi. Đây là lớp học sao? Sao ngủ một giấc dậy lại quay về trường rồi? Chẳng lẽ mình thức cả đêm cày Naruto nên bị ám ảnh rồi sao? Đúng lúc cậu đang nghi ngờ, đầu óc truyền đến một trận đau nhói. Vô số ký ức như thủy triều ập đến. Mặc dù thế giới đã thay đổi long trời lở đất, nhưng cũng giống như kiếp trước, bắt đầu ở trại trẻ mồ côi, chỉ có một người chị gái không cùng huyết thống Trần Thanh Du để nuôi tôi ăn học. Chị gái mỗi ngày phải làm 3 công việc bán thời gian, cũng chỉ miễn cưỡng đạt mức lương 3.000 tệ. Nhớ lại người chị gái xinh đẹp như hoa như ngọc của mình, vì lao lực quá độ, từ một cô gái tràn đầy sức sống trở thành một cô gái dịu dàng, Trần Nhất Phàm cảm thấy áy náy trong lòng. Đã sống lại một đời, mình nhất định phải để cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ có trở thành ninja mới có thể cải thiện cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho chị gái. Nghe nói kỳ thi lần này đã được cải cách. Tiêu chuẩn của Genin trước đây yêu cầu tổng lượng cha cơ gia và thể lực đạt 10. Nhưng bây giờ, đạt 10 điểm cho cả hai chỉ số chỉ là điều kiện để tham gia kỳ thi. May mà mình là một fan cùng am hiểu Naruto, chắc chắn là không có vấn đề gì về năng khiếu rồi. Trần Nhất Phàm tìm kiếm trong đầu ký ức thứ hai. Lượng cha cơ gia 5, thể lực 5, mình yếu vậy sao? Tất cả là tại đôi bàn tay tội lỗi này. Chị gái đã uổng công rồi. Hệ thống nâng cấp khuôn mẫu hầu kích đã được kích hoạt. Chúc mừng ký chủ nhận được khuôn mẫu ban đầu. Uchiha Obito cuồng nộ. Ký chủ: Trần Nhất Phàm. Cấp bậc: Học viên ninja. Thể lực: 5. Cha cơ gia: 5. Đã mở khóa khuôn mẫu. Uchiha Obito cuồng nộ. Điểm thuộc tính có thể phân bổ: năng khiếu tế bào Hashirama cấp 1, là Mangekyou Seijin. Mắt phải cấp 1, nhẫn thuật hỏa độn. Hỏa độn, thao hỏa cầu chi thuật một lần. Của nhiên điều gì đến cũng sẽ đến. Là Mangekyou Seijin và tế bào Hashirama. Cho dù là thứ nào trong nguyên tắc, đều là sự tồn tại giống như hắc. Với khởi đầu tuyệt vời như vậy, 3 ngày sau, trong kỳ thi tuyển chọn Genin, cho dù là bà nội tôi cũng có thể giành chức vô địch. Vừa hay, vùng biên giới thành phố Giang là ngoại sáu của rừng Vạn Yêu, có rất nhiều yêu thú cấp D xuất hiện ở đó. Bây giờ đã có khuôn mẫu Obito cùng nộ. Thêm vào đó, việc nâng cao thể lực và Chakra là rất cấp bách. Mai, tranh thủ ngày nghỉ, phải đến ngoại sáu rừng Vạn Yêu để rèn luyện một phen mới được. Vẫn giống như thế giới trước khi thay đổi, chỉ có những người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội mới chọn sống ở nơi bẩn thỉu lộn xộn này. Còn đối với Trần Nhất Phàm, người lớn lên ở trại trẻ mồ côi và chị gái nuôi Trần Thanh Du của cậu, nơi đây là nơi nương tựa ấm áp duy nhất. Tiểu Phàm về rồi à? Mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm nào. Bưng mâm cơm nóng hổi lên bàn, Trần Thanh Du mỉm cười nhìn Trần Nhất Phàm. Tiểu Phàm à, trường cho nghỉ 3 ngày, chị định tranh thủ thời gian này đến võ đường ninja luyện tập, cố gắng vượt qua kỳ thi tuyển chọn ninja, như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho em. Tiểu Phàm của chị lớn rồi, biết thương chị rồi. Trần Thanh Du rưng rưng nước mắt. Tối nay đi đi, dù em làm gì, chị cũng sẽ luôn ủng hộ em. Vì kỳ thi của em, hôm nay chị sẽ chiên thêm 2 quả trứng cho em bồi bổ. Rõ ràng là đã đau đầu vì tiền thuê nhà rồi, nhưng chị ấy lại không nói gì cả, thậm chí còn không muốn để lộ sự mệt mỏi trước mặt mình, mà vẫn luôn ủng hộ mình như mọi khi. Tìm đâu ra một người chị gái như vậy để chị gái có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Mình cũng phải cố gắng. Nghĩ đến đây, Trần Nhất Phàm liền ăn hết 2 bát cơm lớn. Để không phụ lòng 2 quả trứng này, bây giờ em sẽ đi luyện tập đây. Nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Trần Nhất Phàm, Trần Thanh Du lộ ra vẻ mặt đau lòng. Em cũng đừng quá đặt nặng chuyện thi cử, dù không trở thành ninja cũng không sao, cùng lắm thì chị nuôi em. Yên tâm đi, chuyện thi cử cứ giao cho chị.